Còn bây giờ mời quý khán giả cùng đến với phim trường thời tiết để có thêm thông tin cần thiết. Xin chào chị Hồng Giao, tình hình xâm nhập mặn tới thời điểm này thì ra sao rồi chị ạ? Dạ vâng, ngày hôm nay và 2 ngày tới tiếp tục là giai đoạn mặn cao điểm. Ngoài nguy cơ ảnh hưởng đến diện tích lúa, bà con trồng cây ăn quả cũng cần thường xuyên kiểm tra mặn trước khi lấy nước. Dự báo là tranh mặn 4 gram trên lít sẽ ảnh hưởng đến lúa và vào sâu hơn từ 2 đến 5 km so với tuần trước. Cách cửa sông Tiền từ 60 đến 65 km, cách cửa sông Hậu từ 45 đến 55 km. Đối với sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, nước mặn có thể lấn sâu từ 80 đến 85 km. Đồng thời độ mặn cũng tăng cao hơn, như tại trạm Bến Trại thuộc xã An Thuận, huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre, cách cửa sông Cổ Chiên đến 10 km. Dự báo là đỉnh mặn cao nhất có thể xuất hiện trong ngày mai, lên tới 26,3 gram trên lít, cao tới hơn 11 gram trên lít so với tuần trước. Về diễn biến thời tiết vào ngày mai, nóng nhất tại các thành phố Châu Đốc, Cao Lãnh, Vĩnh Long chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Còn tại Cần Thơ và các nơi khác cũng khá nóng, với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Trời nóng rõ trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 15 giờ. Bên cạnh đó thì trời cũng khô khi mà độ ẩm nhiều nơi đều dưới 56%, làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ. Về dự báo thời tiết cụ thể cho thành phố biển Phú Quốc, nắng sẽ lên đều từ sáng cho đến chiều, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, nhiệt độ cao nhất trong ngày 31 độ C. Xin được chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Khu vực biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, đêm nay và ngày mai không mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đối với vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, dự báo đêm nay ngày mai thời tiết khá tốt, trời không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4.